đi ăn cùng mỹ nhân. Xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh Tú Quân Tào Lao. Hôm nay mình có hẹn một cô gái ở cô gái hẹn mình mới đúng với anh hàng ở Highland Coffee cũng chảy nè. Bây giờ mình sẽ đi vào gặp cô đó, ăn uống xong rồi mình sẽ mời cô bé đi ăn nha. Đây cũng là cô bé lần đầu tiên mình gặp. Đây mình gửi xe xong rồi mình đi vô mà không biết cô gái ấy ngồi ở đâu nữa. Đâu ở Sơn? Gặp người quen nữa mới đau chứ. Bạn nãy là ảo thuật các bạn. Sơn làm ảo thuật. Có bạn không biết ngồi đâu, thấy ở trong game này mình thấy hồi nãy có gửi hình qua, mình thấy cái lưng này các bạn ngồi phía sau cánh cửa. Chào cô gái, em ngồi có một mình hả? Để chọn một cái chỗ rất là, để anh vô gặp em xong anh mới ra chọn nước. Đây cô gái hôm nay em tên Phương đúng không? Đó, lần đầu tiên gặp luôn nha. Cái này để mặt mộc luôn trời, để mặt mộc vậy không làm nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà vẫn xinh nha các bạn, dù mặt mộc vẫn xinh. Bây giờ mình sẽ đi order nước. Các bạn ơi, mình mới vừa order một cái ly trà sen vàng ở Highland Coffee. Mình sẽ vừa uống cho thanh tịnh thì mới vô hỏi với Phương là giờ mình đi ăn vòng vòng ở đâu, thì với Phương nói là bữa nay ăn chay rồi các bạn. Không nhận giống như bình thường do cách cảm vậy đó, mình uống nước sen cho nó thanh tịnh thì gặp mấy cô gái cũng thanh tịnh ăn chay. Bữa nay là ngày gì mà em lại ăn chay? Bữa nay đâu phải là rằm đâu. Hôm nay là ngày 19. Ngày 19 ăn chay đó hả? Tháng 10 ngày. Tháng 10 ngày luôn. Dạ. 10 ngày rồi sức khỏe đâu mà không ăn biết. Ăn chay vẫn có sức chứ. Vậy hả? Ăn chay từ nhỏ giờ đó hả? Dạ. Tại ăn chay nó cũng ngon mà. Dạ. Tội nghiệp nhiều quá. Cái này ăn chay giải nghiệp nha các bạn. Nói đùa thôi chứ chắc là tại vì đó giờ em ăn quen rồi đúng không? Nên giờ có tính đó. Vậy mà nay sáng anh tính rủ em đi ăn đồ mặn nữa chứ. Anh này cũng hay ăn chay lắm. Trước kế bên này có quán chay nè, quán cơm mà giờ biết dẹp đâu rồi, để đâu. Kế bên Nguyễn Trãi nè. Cái gì qua này? Thóc Hoa hay gì đó mà giờ không biết đâu. Xin giờ nó nghỉ không? Nghỉ luôn hả? Phải đắt lắm luôn hả? Cái bên đây anh cũng biết quán lúc trước, thầy anh hay dẫn anh đi chút mình qua đó nha. Quán Ngọc Thọ bên đường Phạm Ngũ Lão nè, ở trong hẻm phố Tây nè. Đây bây giờ mình uống cà phê xong rồi giờ mình đi ăn nha. Đi ăn chay đúng không em? Dạ. Bữa nay đang định ăn mặn luôn các bạn. Đang định ăn mặn luôn mà cô này kêu ăn chay. Mình thì có thói quen thích ăn mặn hơn. Mình hơi mặn, nắng quá em ơi. Em mặc áo khoác lại không? Bên đó, đây qua đó cũng gần à. Đây, nón cho em. Bây giờ mình sẽ để một xe ở đây, rồi hai anh em sẽ đi chung xe này chút, sẽ vòng lại cho bé Phương lấy xe của bé Phương. Bé Phương đại gia nha các bạn. Kim cương không có chỗ để gắn vô răng hai hộp rồi các bạn thấy không? Hả? Lấy xe chú ơi. Đây bây giờ tụi mình đã tới quán chay Ngọc Thọ 175 Sẹt Chín Phạm Ngũ Lão. Bạn nữ vô trước rồi, mình đang gắn nó mô hiểm bạn vô mất tiêu rồi. Các bạn. Hả? Gọi món đi. Tóc lên nhìn xinh hơn á. Ủa em bị chặt cổ hay gì mà thấy dáng salamat vậy? Bị đau cổ. Chị ơi. Dạ.
cho em một canh khoai mỡ với nấm. Dạ. Một đậu bắp phần tỏi. Dạ. Chế đậu hũ với nấm kho. Dạ. Cà tiêu. Với phần cơm. Đậu hũ. Dạ. Canh khoai mỡ. Với một đậu bắp. Đậu bắp xào tỏi. Dạ. Ơ có gà thập cẩm không? Dạ có. Vậy lấy gà thập cẩm đi, khỏi lấy cái đậu bắp xào tỏi. Bỏ cái đậu bắp nè. Dạ, lấy canh khoai với lại đậu hũ với lại rau thập cẩm với chao. Dạ rồi. Xào hay là giang khô rồi ăn luộc, luộc hoặc là rồi. Mọi luộc ăn với chao ngon, hấp dẫn. Đây là một thanh niên chuyên đang trai kinh nghiệm các bạn. 21 tuổi. Với chơi một viên dầu. Anh uống gì em cũng có sự viên dầu chị ạ. Không biết rồi. Em chào không biết. Cho em coca đi. Dạ. Hai coca đi. Hai coca. Đi ăn chay uống bia được các bạn. Được chứ. Cô gái này 21 tuổi mà đi ăn chay 22 năm rồi nha các bạn. Tại vì về phụ huynh là ăn trước năm đó. Lúc đang có bầu là phụ huynh đang ăn rồi. Nó giỡn thôi chứ giờ mình mới hỏi nữa. Em ăn chay lâu chưa hay là? Em ăn hồi nhỏ. À, tức là hồi nhỏ giờ. Từ nhỏ tới giờ từ khi mà ông cố mất thì hình như là cũng năm lớp 3 thì là cả giờ em ăn luôn. Dạ, cả giờ em ăn, nhưng mà tới bây giờ thì có mình em ăn thôi. Còn nhà em thì kiểu giống như là ăn... nhớ thì ăn, không nhớ thôi đúng không? Dạ, lúc nào thích thì ăn. Ăn đụng. À, ăn đụng. Có ngày rằm với mùng 1 thì ăn à. Còn lại chỉ có mình em ăn. Vậy là nếu mà tính ra vậy thì em ăn cũng mười mấy năm rồi, 13 năm rồi. 12, 13 năm. Đây. Đây là canh khoai mỡ. Chai nhìn hấp dẫn á. Còn khoai với khoai thôi. Rồi bà này phải xin chanh với ớt hoài. Này cao luộc chấm chao. Này là nấm kho tiêu à. Ủa còn đậu hũ đâu? Chung luôn hả? Dạ. Đậu hũ này đậu hũ nè. Ủa có chung không? Vậy mình có kêu món khác nữa không? Mình... thêm cục được ạ. Mình có cần kêu món khác nữa không? Tại anh ăn nhiều lắm mà như đây anh cảm giác. Ủa còn món nào nữa không? Dạ hả? Ăn nhiều lắm hả? Cái món nào liên quan tới đậu? Đậu ăn sườn non chiên đi. Ừ. Chị ơi, mình có sườn non chiên không? Chị ra đây một phần sườn non chiên nha. Bây giờ thêm món sườn nướng ngũ vị hương nha. Đó. Cô gái này là cô gái ẩm thực nha. Tôi thấy là trên Facebook với lại Zalo cổ là toàn là đăng hình này ăn uống không, món ăn không là chủ yếu. Rồi bây giờ mình cùng em bị nói là gãi heo. Bây giờ mình cùng ăn nào. Đi. Mời em ăn. Thử miếng nấm kho đậu hũ coi. Ở bên xưa Quận Thạnh cũng có một quán ăn chay này. Ở bên đó nó có lẩu. À. Ây da, tất cả các thứ để lại. Còn tô canh bự quá mà sao ăn hết đây. Xin tô canh em về luôn biết được không? Xin nguyên cái tô luôn. Bưng nguyên cái tô về nhà. Tô cho mượn cái tô về được không? Canh ngon quá hả? Canh. Canh này ngon. Cô em nấu nữa. Nghe hai phải nhìn nét mặt của cô chủ quán. Khoai mỡ rồi nấm này nó ngọt. Thơm. No quá. Nhưng mà cắn khoai mỡ nếu mà muốn ngon là chỉ có thịt bằm thôi. Mô Phật. Đang ăn chay luôn á. Mô Phật. Không mà thiệt mà. Miền Tây này chỉ có khoai mỡ, thịt bằm với canh chua. Vẫn còn bào các bạn ơi. Thiết nghĩa cầm cái dĩa lên nè. Trời ơi trời. Còn bào các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Góc luôn. Lấy nguyên cái dĩa ăn luôn rồi trời. Dĩa này nó dĩa của
vẫn còn bào rất khí thế các bạn ơi. Sao cảm giác cô này có ăn rau nhìn ngon vậy trời? Em lên bào hết vậy đó luôn hả? Giờ là gần 1 giờ các bạn ơi, nãy giờ mình ăn 11 mấy mà giờ gần 2 tiếng một mà mưa quá không về được luôn các bạn. Bão luôn rồi. Giờ các bạn nhìn lại đây. Đây hoàn toàn là cô gái nãy giờ ngồi, cô bào thiệt chứ tôi hoàn toàn là không có bỏ đồ ăn đâu nha các bạn. Đây là ăn chay. Cô vẫn quyết chí là bỏ, bào. Hết dĩa rau cũng ăn từ 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 từ. Em có quyết định là làm luôn nào? À cái đó hả? Xuất sắc các bạn ơi. Không hiểu tại sao giờ da em đẹp vậy. Da dẻ đẹp, đúng là đẹp. Thường mà nói khen da đẹp vậy là anh thường hay đụng vô da cái cho mọi người cảm nhận đó. Anh cảm nhận thử nhưng mà đây anh không dám. Cố lên còn chỉ còn có 2 cộng cuối cùng thôi. Các bạn dĩa rau luộc đã giải quyết xong. Bây giờ đó. Em đúng là dũng sĩ diệt rau. Dũng sĩ. Quá trời quá đất các bạn. Đó giờ chuyển qua món này. Sườn nướng nè. Bào tiếp. Anh mong là em sẽ bào luôn cái này cho xong. Rồi các bạn. Dễ hay là trái. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi. Mà em đi ăn là đúng luôn á, là không có sợ mà mang tội luôn á. Em bào hết mà. Cô gái này tôi rất là khâm phục cái sự mà ăn của cổ rất là nhỏ. Cao khoảng gần 1m6 thôi nhưng mà khả năng ăn thật là thượng thừa nha các bạn. Các bạn ơi sao cái quá trình mà bạn Phương vẫn bào thì bây giờ còn đây canh thì vẫn hết nổi rồi, bây giờ mình phải tính tiền thôi. Mình phải để cái sự mà ăn của bạn Phương rất là dễ sợ. Giờ tính tiền nha các bạn. Đúng là mời em đi ăn là đúng luôn á, là không có sợ bỏ mứa luôn, mặc dù đây tô canh còn rất ngon nhưng thực sự anh quá no rồi. Không ngờ cái khả năng vốn của em đó cái vậy. Thôi để em tính cho họ cho sữa đi. Thôi được nhiều chuyện anh đã mời. Đây các bạn, đây là quán Ngọc Thọ nha bạn, 265.000. Nhưng một số món rất là nhiều nè. Em no chưa? Hả? Chưa. Chưa no luôn hả? Cái này là tại vì ngán đúng không? Ngán là không ăn được thôi đúng không? Chứ vẫn còn ăn được đúng không? Không hợp khẩu vị. À không hợp vị. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy thú vị thì hãy like với lại bấm subscribe kênh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn em rất nhiều đó. Các bạn có muốn comment gì hay là theo dõi Facebook của bạn Phương Sư tánh ăn này thì mình sẽ để liền ở dưới nha. Thật sự là mình rất bất ngờ với bạn Phương. Bạn là một cái tánh ăn rất là dễ sợ.